mình. Tim Châu Phi, hành trình diệt giặc rốt tại bản làng Angola, Châu Phi. Lặng lặng mà nghe, cái về học vụ, đồng bào mù chữ ở khắp mọi nơi, chiếm 9 phần 10 toàn dân đất Việt, muôn bề chịu thiệt, chịu đuôi chịu điếc, đời sống vùi dập trong vòng nô lệ. Ánh Sao Vàng xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi video. Bài vẽ trên nói lên thực trạng mù chữ của Việt Nam ta trong những năm tháng bị thực dân đô hộ. Đảng và nhà nước đã đưa ra những chính sách xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trên toàn quốc. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 97% người Việt biết chữ. Tuy nhiên, trên thế giới này vẫn có một số vùng trẻ em không được đến trường, đặc biệt là ở một số các quốc gia châu Phi. Qua video của Tim Quang Linh chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta cũng thấy được sự thay đổi của người dân nơi đây. Tim Quang Linh đã giúp cho bản làng diệt giặc đói, song bên cạnh đó, diệt giặc rốt cũng vô cùng quan trọng. Các em nhỏ trong bản làng không được đến trường học vì điều kiện gia đình không có. Hiểu được tầm quan trọng của việc học, Tim Quang Linh đã quyết định làm điều này để giúp các em trong bản làng. Hãy cùng theo chân anh Quang Dũng đến thăm lớp học tình thương giữa bản làng Châu Phi nhé! Lớp học tình thương tại Châu Phi. So với các lục địa trên thế giới, Châu Phi có lẽ là mảnh đất phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất. Thiếu lương thực, thiếu giáo dục, thiếu nước, vân vân, thiếu đủ thứ. Trải qua hàng ngàn năm bị áp bức dưới chế độ nô lệ và thực dân. Đến nay, rất nhiều khu vực tại Châu Phi vẫn phải chứng kiến cảnh chiến tranh, xung đột, dịch bệnh và nạn đói. Trẻ em tại các vùng bất ổn thường xuyên phải bỏ học, đi di tản, trốn chạy, bạo lực. Nên giáo dục tại các quốc gia này vốn đã ọp ẹp, chưa có sự chuyển biến tích cực. Hiện nay, Châu Phi có hơn 61 triệu trẻ em đang trong độ tuổi đến trường, nhưng các em không được đến lớp. Chính quyền tại các nước Châu Phi cùng các tổ chức trên thế giới cũng đã có những chính sách, chiến lược nhằm xóa mù chữ tại Châu Phi. Trong thời gian qua, mới chỉ giải quyết được một phần, mà chủ yếu là ở thành phố, huyện, tại các bản làng nghèo miền núi, giáo dục vẫn chưa được cấp chính quyền quan tâm sâu sắc. Đây cũng là vấn đề mà Tim Quang Linh quan ngại và muốn giúp đỡ cho trẻ em tại bản làng được học, được đến trường. Ngài Lenin đã từng nói, học, học nữa, học mãi. Chúng ta có thể hiểu được việc học có tầm quan trọng rất lớn đối với con người, vì học là tiền đề quyết định đến sự tồn tại, hòa nhập và phát triển của mỗi cá nhân trong xã hội hiện nay. Quang Dũng, chàng trai đa tài của Tim Châu Phi, đã tình cờ phát hiện lớp học tình thương trong một lần đến thăm gia đình của bạn Manoe. Ban đầu, Quang Dũng đến nhà Manoe thay mặt cho Mạnh Thường Quân mua tặng bạn hai con dê để gia đình bạn nuôi sau này có chút vốn để phát triển kinh tế gia đình. Thật bất ngờ khi bước vào trong nhà là một lớp học. Trong phòng chỉ có một chiếc bảng đen đã cũ, các em nhỏ ngồi bệt dưới đất để nghe thầy giảng bài. Theo thông tin mà bạn Manoe chia sẻ thì đây đều là các em hàng xóm xung quanh nhà bạn. Bạn Manoe ngày trước được đi học có chút kiến thức nên muốn dạy cho các em hàng xóm những kiến thức cơ bản như đọc, viết và học tính toán cộng trừ. Vì trong học không có điện nên mỗi khi trời tối, bạn Manoe sẽ đốt cây khô để có thêm ánh sáng cho các em học bài. Sách vở và bút viết thì không có nhiều nên mỗi khi cần viết sẽ chia nhau mỗi người một tờ giấy, bút thì sẽ truyền tay nhau cùng viết. Mặc dù điều kiện học tập không được như bao bạn khác trên thế giới, nhưng nhìn vào đôi mắt của các em là tinh thần học tập, muốn được học, được đến lớp. Hiểu được mong ước của các em, Quang Dũng đã nhanh trí đi mua đồ dùng học tập để tặng thầy và trò như bút, vở viết, thước kẻ và phấn. Khi thầy giáo được nhận hộp phấn thì vui mừng không tả nổi, chỉ biết nói cảm ơn Quang Dũng rất nhiều. Phấn của thầy giáo cũng đã sắp hết, nhiều lúc không có tiền mua phấn, không thể vì thiếu thốn vật chất mà bỏ dở dang việc dạy học. Thầy giáo đành dùng chuối khô và quả bao đáp để viết bảng. Ước nguyện của thầy giáo là có xi măng để làm một cái bảng to ở ngoài sân nhà, để có thể giúp được nhiều bạn nhỏ hơn trong làng. Nhìn thấy sách vở mới, ánh mắt của các em như bừng cháy ngọn lửa lấp lánh, ai cũng vui mừng, lễ phép cúi đầu cảm ơn và dùng hai tay để nhận quà. Những chiếc lá chưa lành với hoàn cảnh khó khăn trồng khó khăn, nhưng trong ánh mắt vẫn trong sáng, đong đầy ước mơ và chạm đến trái tim của nhiều người đang làm nghề truyền dạy kiến thức. Bên dưới video, khán giả đã vô cùng xúc động khi thấy lớp học tình thương cùng nụ cười của các học sinh. Bạn Thúy để lại bình luận. Nhìn thầy giáo và học trò, mình đã khóc, thương mọi người quá, ham học mà không có điều kiện đi học.
cảm ơn Quang Dũng, Tim Châu Phi và các mạnh thường quân đã giúp đỡ người dân thoát khỏi đói nghèo. Bạn Phong bình luận, những bạn nhỏ chăm học không ngại khó, không ngại khổ, dù điều kiện học tập không được khang trang nhưng các bạn vẫn kiên trì ngồi đây để nghe thầy giảng bài. Hy vọng sau này các em sẽ được đến trường. Nhằm tạo động lực cho thầy và trò tại lớp học tình thương, Quang Dũng bất ngờ lên kế hoạch mới. Các bạn thân mến, trên thế giới có rất nhiều trường học hiện đại, nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, các em nhỏ tại bản làng miền núi Angola Châu Phi không có nổi một lớp học cơ bản. Công việc học tập đang từng ngày được xã hội hóa, nhà nhà học tập, người người học tập. Để các em bản làng có thể nhanh bắt kịp với kiến thức, Quang Dũng đã liên hệ với xưởng mộc của anh Linh Philip để đóng tặng lớp học tình thương, bàn ghế. Thêm vào đó là sẽ làm thêm một mái che để các em học sinh có thể yên tâm học tập, không sợ mưa, sợ nắng. Quang Dũng dùng chính tình yêu thương để tưới lên tất cả các mầm non một hy vọng. Dù ở sa mạc khô cằn khắc nghiệt nhất đến thế nào đi nữa, thì chính các em sẽ là những bông hoa xương rồng mạnh mẽ, nở rực giữa đất trời lục địa đen. Nhằm khơi gợi tinh thần ham học tập của các em học sinh, Quang Dũng đã phát động phong trào chăm ngoan học giỏi, tạo ra không khí vô cùng hào hứng phấn khởi cho lớp học, giúp học sinh có thêm động lực để mỗi ngày đến lớp là một niềm vui. Admin hy vọng rằng sự đồng hành của Quang Dũng cùng các mạnh thường quân trên khắp thế giới sẽ nâng cánh ước mơ cho thế hệ trẻ tại bản làng. Với tâm niệm xuất phát điểm của mỗi người tuy khác nhau, nhưng sau này các em sẽ thành công trên con đường học vấn. Có ước mơ là đáng quý, dám thực hiện ước mơ còn quý hơn nhiều. Nhưng để thực hiện ước mơ, nhất định phải có kiến thức và kiên trì nỗ lực. Nỗ lực học tập chính là quyết tâm, kiên định, chăm chỉ không bỏ cuộc giữa chừng, dù cho khó khăn và thử thách nhiều như thế nào. Trong cuộc sống của chúng ta, ai đạt được thành công mà không phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Sự cần cù chịu khó luôn là yếu tố chính dẫn đến thành công. Nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn từng nói, trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Quả thật, tương lai là ở trong tay chính các em học sinh. Nó sáng sủa hay mờ mịt là phụ thuộc vào sự nỗ lực học tập của các em ở hiện tại và trong tương lai. Vì thế, với sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn của các mạnh thường quân và Team Châu Phi, admin hy vọng các học sinh không thể hoài phí những gì đã học được tại lớp tình thương bởi một bước lỡ nghìn thu ân hận. Nếu các em mải chơi, quên đi việc học tập sẽ làm lỡ mất một chuyến tàu đi đến tương lai. Chuyến tàu đó không hề đi đến một cái đích nào nhất định. Chuyến tàu đó rất đặc biệt bởi người lái tàu là chính các em và hành khách cũng chính là các em. Việc thăm và trao quà cho các em học sinh tại lớp học tình thương là một việc làm ý nghĩa và thiết thực, góp phần chia sẻ, giúp đỡ cho các em học sinh có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, an tâm học tập, đồng thời thể hiện tình cảm của Quang Dũng cùng các mạnh thường quân đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản làng miền núi Angola Châu Phi. Quý khán giả có cảm nhận như thế nào về lớp học tình thương thì chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì nhớ tặng admin một like, một đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực đến với nhiều người hơn nữa. Cuối cùng, xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.